Máy Nhật Bãi Long An xin chào toàn thể quý anh em và bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay thì bên Máy Nhật Bãi Long An thì mình có khai trương, khai xuân và có tuyển được một số máy thì gửi đến quý anh em và bà con. Thì đầu năm thì em cũng để máy cho anh em và bà con cái giá hữu nghị ha, để lấy lộc đầu năm. Thì bây giờ là em tuyển được một số máy bơm và một số đầu nổ, cúc chiền, cúc ngay có và máy hại nha anh em. Rồi thì bắt đầu em sẽ test máy, báo giá luôn cho anh em và bà con cụ thể luôn nha. Rồi bắt đầu thì con này thì nó có lên cái miếng là mình chống ồn, chống rung nè. Rồi bây giờ em sẽ quay con này trước. Con này thì Honda GX120 nha, Honda 4 ngựa. Thì máy cũng còn tương đối nha anh em. Cúc chiền, cúc low watt là 18 ly nha. Thì máy bên em thì em bao nổ, trước là em test nổ, bao ship và bao xài cho anh em bà con mình 3 tháng rồi nha. Như máy này nó thiếu bu ly mà anh em cần bu ly á, 8 phân tắc đảo lại thì nói em gắn kèm theo luôn. Máy này mình bên ngoài nó tương đối thôi nhưng mà mình xăng mới nha anh em, xăng bên trong mới. Rồi để chi ăn cho anh em đầu năm. Giờ em sẽ test máy. Em muốn mới vừa test xong cái máy Honda OHW còn nằm, công suất là 4 ngựa cốt chiền, low watt là 18 ly. Mã số tiếp theo là mã số 544 nha anh em, 544. Sáng giờ mới vừa vệ sinh xong, hôm nay là ngày mùng 6 Tết nha. Thì bên Máy Nhật Bãi Long An là chi ăn khách hàng luôn. Bây giờ em báo giá con máy này là 2.200.000, 2.200.000 nha. Bao ship tặng nơi tặng nhà anh em rồi nha. Đó. Thì hình thức máy thì nó còn tương đối lắm, nhưng mà thùng xăng thì nó mới tinh luôn. Nói chứ máy bãi xài cũng là khó hư lắm anh em ơi. Rồi tiếp tục lên một cái máy tiếp theo. Đây, dòng này là dòng Sabagu nha anh em, máy còn khá là xuất sắc. Sabagu EX13. Thì công suất của máy này là 4 ngựa rưỡi nha, công suất là 4 ngựa rưỡi. Đây, F13, công suất 4 ngựa rưỡi, cốc thẳng của nhanh, tóc còn vàng nha anh em, tóc trắng thiếu luôn. Cốc chiền, cốc low watt là này chắc 18 ly quá. Đó, lóc trắng, cốc thẳng tôi nhanh, cốc low watt là 18 ly. Máy còn khá là đẹp. Rồi bình xăng trong cũng còn khá nha. Thì em cũng mới vừa test xong cái máy Sabagu S13, hộp cò là OHC nha, OHC, cốc thẳng của nhanh, cốc low watt là 18 ly, mã số là 545, 545. Thì con máy này em để cho anh em 2.4 thôi, chỉ ăn khách hàng đầu năm luôn, mới khai trương. Rồi coi hết được rồi, hôm nay mới lên số 5.
phải ghi số trước thì mình mất sắp tùm lum hết trơn. Rồi tới đâu mình ghi tới đó đi, có lộn nhưng mà này là 545 nha, tại mã số tiếp theo. Rồi cũng ra. Rồi xin giới thiệu đến anh em là dòng này là dòng Mitsubishi GM182 nha. Tại vì hợp vật này nó bằng sắt và hợp vật này gọi là trợ lực đó anh em. OHV còn nằm. Công suất là 6 ngựa. Đây cũng là cốt thẳng tua nhanh luôn nha anh em. Rồi lốc trắng nha, ốc cũng còn tương đối vàng, cốt 20 ly cốt là quết. Không? Máy cũng còn tương đối khá là đẹp. Cốt thẳng tua nhanh. Mitsubishi GM182, công suất là 6 ngựa. Đối với những dòng mà trợ lực thì mình không có giật mạnh đâu, mình chỉ kéo thẳng như giật là nó sẽ chạy anh em ơi. Mitsubishi GM182 chạy khá là đã, khá là ok nha nè. Mã số tiếp theo là 546. Thì máy này em để cho là 3,5 triệu thôi. Bao ship bao xài 3 tháng luôn. 3,5 triệu. Đầu năm mình để cho anh em mình về có để rẻ xài nha. Rồi, để cho nó bưng đi. Gỡ gỡ vô cái máy nó chìm. Rồi xin giới thiệu đến quý anh em và bà con là cái máy tiếp theo là dòng GB nha. Đây Mitsubishi GB130 thì công suất là 4 ngựa 2, có hốc quê còn nằm nha anh em. Đó, máy cũng còn tương đối sáng nắng nha. Đây ốc cũng còn tương đối trắng sáng nè. Cốt kiền cốt lô quét là 18 ly, cốt thẳng tua nhanh. Rồi bắt đầu em test máy này cho anh em và con mình xem nha. Em mới vừa test xong cái máy Mitsubishi GB130 cốt thẳng tua nhanh, công suất là 4 ngựa 2. Thì mã số tiếp theo là 547, 2,4 triệu nha anh em, và 2,3 triệu thôi. Rồi bán cho anh em để làm đầu năm luôn, 2,3 triệu bao ship bao xài nha anh em. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục em lên cái máy dòng cũng là Mitsubishi nhưng mà dòng GM132 là công suất là 4 ngựa nha anh em, là 4 ngựa. Đây hộp cò OHV cũng còn khá là đẹp nha. Đó. Lốc cũng còn tương đối nha anh em, ốc thì cũng có con vàng, con còn không có màu mà không có xét nha, nói chung là cũng còn tương đối. GM182 cốt kiền cốt lô quét là 18 ly. Đó lộn, GM132 chứ anh em. Thank you.
nhà hốc ga lên chút xíu chạy đủ vòng nha anh em, đủ vòng, hồi nãy nó thiếu vòng. Rồi, em cũng mới vừa test xong cái máy Mitsu nha, GM132, con rút tiền có kW là 18 ly. Mã số tiếp theo là 548 nha. Để anh em 2.3 luôn. 2.3 bao nổ, bao ship, bao xài rồi tặng nơi tặng nhà anh em rồi luôn nha. Rồi tiếp tục em lên cái dòng bơm nước cho anh em. Ngoài sau còn 5 cái bơm nước. Đây là dòng Mitsu GM82. Đó, 82. Công suất là 24 nha. Đây hộp cò ô hốc quê. Đó, ốc vàng nha. Vàng. Nói chung là máy này nó quá xài luôn em ơi. Ốc vàng khè luôn. Đây hai bộ sông vô coi như là nó không cháy miếng nào luôn. À, lắp chống thiếu luôn nha anh em. Đây là bơm chân không nha. Ống hút xả 25. Lưu lượng là 140 lít trên phút, một áp hốc sâu và đẩy xa là 35m nha. Bơm họng này mình có quay qua quay lại quay gần xa vẫn được. Trời, máy quá đẹp. Giờ test xong cái máy bơm nha anh em, máy bơm Mitsubishi GM82 thì công suất là 24. Nói chung là máy này còn khá là đẹp. Thì mã số tiếp theo của nước ngày hôm nay là 45549. Đó 549. Để anh em 2.24 thôi. 2.4. Bao nổ, bao ship, bao xài luôn nha anh em. Máy còn vàng khè luôn. Rồi tiếp tục em lên cái máy này cũng là Sabago nha, nhưng mà nó là ES17 thì công suất của nó là 6 ngựa nha anh em. Hồi nãy là ES13 là 4 ngựa rưỡi. Hộp cò OC cũng còn tương đối khá nha. Bộ bơm của nó là bơm hút chân không. À, chân không họng 80 nha. 80 x 80. Đây, khung thì nó có đóng dập là có dán là mít in da băng lên khung luôn nha. Bơm quang cu xin. Rồi lưu lượng thì 50, lưu lượng là 930 lít nha anh em. Rồi một cái máy bơm. Chưa bật công tắc mà nó cũng vẫn nổ là hay vậy. Nó không mát rồi, nói chung nó mát ít để anh em có chốt. Cái này nói chung là
trước khi giao máy cho anh em bà con thì em sẽ test lại và kiểm tra lại lần nữa. Máy chạy rất là ok thì em mới giao nha anh em. Rồi mã số tiếp theo là 500. Rồi 550. 550 thì máy này là 6 ngựa. Bơm hồng gốc xả là 80 nhân 80. Em để cho anh em là 3 triệu thôi nha. Đó, 3 triệu. 3 triệu bao ship bao xả cho anh em luôn. Rồi tiếp tục em lên cái dòng mà bơm nước của cái dòng mà GM mà đồng sắt nha anh em. Đây GM131 đó, máy cũng còn khá lắm nha anh em. Tô hút quê còn nằm bơm nước không khúc xả là 50 nhân 50 nha đó, còn khá là đẹp. Đói lắm, có một số điểm đây không sao. Rồi máy này đang thiếu lượt nên là chốt thì nhắc em gắn lượt nha. Đó còn xăng trong còn khá. Rồi em mới vừa test xong cái máy Mitsubishi GM131 bơm nước hồng gốc xả 50 nhân 50 thì mã số là 500 551, 2.900.000 nha anh em. 2.900.000. Đây không biết nó có thông số không. Đây đây thông số nằm bên đây nè anh em, để em đọc cho anh em mình cùng tham khảo luôn nha. Đó hồng 50 thì lưu lượng là 600 lít trên phút, kéo cục ác là hút sâu đi xa là 30m nha. Đây, bơm ngoài một xin máy cũng còn quá đẹp đến em. 299 rồi tiếp tục em lên cái dòng Sabago S13 nhưng mà dòng này là bơm nước nha anh em. Bơm nước hồng gốc xả là 50, cũng là bơm Cosin của hãng Cosin luôn. Thì 50 thì cột áp của nó sẽ được 600 lít trên phút và kéo cột áp 30m nha. Là có C. Máy cũng còn tương đối, bơm cũng tương đối nha. Khá đẹp. Trời ơi, như muốn mưa rồi. Còn con cái em ráng cố gắng đi để mưa là ao luôn. Tiếp theo là mã số 552 anh em ơi. 552 giờ tiễn toàn là máy xéo không. Máy hại ok luôn nha. 2.4 triệu. 2.4 triệu nha anh em. 1.400.000.
Rồi. Cuối cùng là một em GM130 mà thùng sắt nha. Đó, Mitsubishi GM130. Công suất là 4 ngựa. À, máy cũng còn tương đối nha. Chỗ này thì dặm này anh em, dặm như này như thế này. Tại cái máy tương đối liền lạc mà chỗ này nó bị cà chạy. Cũng vô cho nó sáng một chút. Đó. Thấy không? Tất cả đều yên hết nha. Ốc còn tương đối vàng nè luôn nha. Rồi, rồi thùng xăng không có miếng xăng luôn. Đó còn mới nha. Xăng chạy không đi. Cũng quên đổ xăng luôn rồi. Được anh em ơi, chừng nào anh em muốn thử kỹ nữa thì kéo căng. Đó, giờ máy định chạy lên ga cái chú bình nó con không à. Và tiếp tục là cái máy này có mã số cuối cùng nha. 553. Thì dòng này em để cho anh em là 2.600.000 thôi. 2.600.000. Rồi, để 2.500.000 luôn. Đầu năm mùng 6 Tết năm Quý Mão thì em cũng tuyển được một số máy chi ăn khách hàng để giá hữu nghị cho anh em bà con mình về xài nha, về sử dụng. Thì một lần nữa thì đầu năm mới em xin chúc tất cả anh em, quý anh em và bà con cô bác trên mọi miền tổ quốc luôn luôn được sức khỏe, thành công trong công việc, vạn sự như ý, rồi thắng tài thắng lộc thắng lợi thắng bình an trước câu của ông bà luôn. Rồi, em xin chào nha anh em.